Bài 29 Thực hành Vẽ biểu đồ Nhận xét Và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Gợi ý trả lời câu hỏi trang 128 sách giáo khoa Bài 29 Địa lý 12 Câu 1 Cho bản số liệu sau Bản 29.1 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành kinh tế Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005 nêu nhận xét gợi ý trả lời a nhỏ vẽ biểu đồ sử dụng kỹ năng tính toán xử lý số liệu về tỷ trọng thành phần ta có công thức tính tỷ trọng của giá trị thành phần bằng giá trị thành phần chia cho tổng giá trị nhân với 100%. Áp dụng công thức trên ta có tỷ trọng kinh tế nhà nước năm 1996 bằng giá trị sản xuất kinh tế nhà nước năm 1996 chia cho tổng giá trị sản xuất năm 1996 nhân 100% bằng 74.161 chia cho 149.432 tất cả nhân cho 100% bằng 49,6%. Tương tự ta tính được kết quả ở bảng sau. Bảng cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và năm 2005 đơn vị tính là phần trăm

Ta có biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và năm 2005. B nhỏ nhận xét: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển dịch qua các năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nhà nước xu hướng ngày càng giảm, 49,6% năm 1996 xuống còn 25,1% năm 2005 giảm 24,5%, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực ngoài nhà nước tăng khá nhanh, chiếm 23,9% năm 1996 lên 31,2% năm 2005, tăng 7,3%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, 26,5% năm 1996 lên 43,7% năm 2005, tăng 17,2%. Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình phát triển chung của thị trường. Giải thích Do chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chính sách phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa cơ cấu. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 128 sách giáo khoa, bài 29, địa lý 12. Câu 2 Cho bản số liệu sau Bản 29.2 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ. Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005. Gợi ý trả lời. Nhận xét: Do sự khác nhau về nguồn lực nên cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp không đều giữa các vùng. Vùng có tỷ trọng lớn nhất là vùng Đông Nam Bộ, 55,6% năm 2005. Vùng có tỷ trọng nhỏ nhất là Tây Nguyên, 0,7% năm 2005 có sự thay đổi tỷ trọng giữa năm 1996 và năm 2005 đối với từng vùng các vùng có tỷ trọng tăng là đông nam bộ tăng 6% đồng bằng sông hồng tăng 2% các vùng còn lại đều giảm tỷ trọng trong đó giảm mạnh là đồng bằng sông cửu long từ 11,8% còn 8,8% gợi ý trả lời câu hỏi trang 129 sách giáo khoa bài 29 địa lý 12 câu 3 dựa vào hình 26.2 hoặc atlas địa lý việt nam và kiến thức đã học hãy giải thích tại sao đông nam bộ là vùng có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước gợi ý trả lời đông nam bộ là vùng có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước là vì vị trí địa lý giáp với các vùng có nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển cây công nghiệp giáp với tây nguyên là vùng nguyên liệu cây công nghiệp lâm sản giáp với duyên hải miền trung là vùng nguyên liệu thủy sản và cây công nghiệp giáp với đồng bằng sông Cửu Long, là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất, giáp với Campuchia, vừa là vùng cung cấp nguyên liệu, vừa là thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp lớn cho vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Đông Nam Bộ còn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, vị trí địa lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, có dầu khí trên vùng thềm lục địa Quảng Bô Xít, Xét, đá xây dựng cho công nghiệp vật liệu xây dựng và cao lanh cho công nghiệp gốm, xứ, cát trắng làm thủy tinh. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản như cây công nghiệp, thủy hải sản, điều kiện kinh tế xã hội, dân cư và nguồn lao động. Dân số đông là cơ sở để tạo nguồn lao động dồi dào, thu hút lực lượng lao động có tay nghề chuyên môn cao, nguồn lao động năng động, sớm tiếp xúc với nền kinh tế thị trường nhạy bén trong tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới. Cơ sở vật chất kỹ thuật có cơ sở hạ tầng phát triển tốt, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Là khu vực có sức hút mạnh về vốn đầu tư trong nước và quốc tế, tập trung nhiều khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đồng Nai. Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 136 sách giáo khoa Bài 30 địa lý 12 Câu 1 Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế xã hội. Gợi ý trả lời A nhỏ, vai trò của giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế như vận chuyển nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật sản phẩm, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thị trường thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước nhờ vào việc phát triển giao thông vận tải mà nhiều vùng khó khăn đã có cơ hội phát triển giúp tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng đất nước b nhỏ vai trò của thông tin liên lạc giúp cho việc giao lưu kinh tế xã hội trong nước và quốc tế được thực hiện nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường việc thiếu thông tin cập nhật sẽ gây nhiều khó khăn thậm chí thất bại trong quản lý kinh doanh nhờ nắm được thông tin người quản lý nhà nước quản lý kinh doanh sẽ đưa ra những quyết định nhanh, chính xác và hiệu quả. Với xã hội, thông tin liên lạc phát triển sẽ khắc phục những hạn chế về thời gian và khoảng cách, làm cho con người gần nhau hơn, đồng thời cũng giúp con người nâng cao nhận thức về nhiều mặt. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 136 sách giáo khoa, bài 30, địa lý 12. Câu 2. Cho bản số liệu sau. Cơ cấu vận tải năm 2004. Hãy phân tích bản số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta. Gợi ý trả lời: Cơ cấu vận tải hành khách, đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng hành khách vận chuyển và số lượng hành khách luân chuyển. Đường biển chiếm tỷ trọng nhỏ nhất về số lượng hành khách vận chuyển và số lượng hành khách luân chuyển. Đường hàng không chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng hành khách vận chuyển, chiếm tỷ trọng lớn về số lượng hành khách luân chuyển. Đường sông chiếm tỷ trọng lớn về số lượng hành khách vận chuyển. Chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng hành khách luân chuyển Cơ cấu vận chuyển hoàn hóa Đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển Đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng hàng hóa luân chuyển Đường hàng không có tỷ trọng nhỏ nhất về cả khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển Gợi ý trả lời câu hỏi trang 136 sách giáo khoa bài 30 địa lý 12 Câu 3 Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta Gợi ý trả lời những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính đó là hiện nay ở nước ta ngành bưu chính vẫn là ngành chủ yếu mang tính phục vụ với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc kỹ thuật của ngành bưu chính đang còn lạc hậu chưa đáp ứng tốt sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân trong giai đoạn tới ngành bưu chính sẽ triển khai thêm các hoạt động mang tính kinh doanh để phù hợp với cơ chế thị trường đồng thời áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển những đặc điểm nổi bật của ngành viễn thông đó là tuy có xuất phát điểm rất thấp nhưng phát triển với tốc độ nhanh vượt bậc đã xác định đúng hướng là đón đầu các thành tựu kỹ thuật hiện đại của thế giới phát triển rộng khắp trên toàn quốc mạng lưới viễn thông quốc tế ngày càng phát triển mạnh hội nhập với thế giới thông qua vệ tinh và cáp biển